Theo đài khí tượng Thủy Giang tỉnh, dự báo đồng mặn dùng hạ lưu sông tiếp tục xuống nhanh, đến ngày 13 tháng 4 lên lại theo triều, ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021. Hầu hết độ mặn lớn nhất tại các trạm xuất hiện vào cuối tuần. Tuần qua, do mưa lớn trên toàn tỉnh nên độ mặn các sông lên chậm vào đầu tuần, sau đó xuống nhanh, dự báo từ ngày 7 đến 14 tháng 4 năm 2022, mực nước các trạm trên sông Bê Công xuống chậm và còn ở mức cao, dòng chảy trên sông Mekong Công lớn hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ 2021 từ 60 đến 110%. Phía triều tại các trạm tiếp tục xuống. Tại Long An, dự báo tranh giới độ mặn 4 gam trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 37 km ở Giam Cỏ, xã Tân Ân, huyện Cần Đức, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Tranh giới độ mặn 1 gam trên xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 58 km ở Giam Cỏ Tây, xã Phước Tân Hương, huyện Châu Thành, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, hơn 63 km ở Giam Cỏ Đông, xã Dược Chánh, huyện Bến Lức về nguồn nước khu vực huyện cần đức không lấy nước ngọt kể cả lúc triều thấp khu vực tân trụ châu thành có thể lấy nước lúc chân triều thấp từ 7 đến 13 tháng 4 2022 trên sông chàm cỏ tây từ tương an trở lên có khả năng lấy nước từ ngày 7 đến 14 tháng 4 2022 trên sông chàm cỏ đông khu vực lân cận bến nước an thạnh trở lên có khả năng lấy nước cho lúc triều thấp từ ngày 7 đến 14 tháng 4 2022 khu vực trước qua thủ thừa tuyên nhân có thể lấy nước bình thường